chúc đừng giấu dài tình bắc dân lời cuộc đời mau đổi thay ấy vậy mày tay chấp niềm ấy vẫn còn hoài được thế tôn trí tùy nhiệm màu khuyên người tu để giải thoát nghiệp duyên bởi luân hồi nhân quả nghiệp duyên ta sanh ra làm người khổ vũ vui đời không sướng thì khổ không giàu thì nghèo không sang thì hèn đây là đó là trách nhiệm sâu dày tu đi đã thấy em từ tâm tu đi đã thấy u mê của mình tu rồi tâm ấy sáng bừng ánh dương ôi Phật pháp thật nhiệm màu tu lên chúng sáng thoát ra khỏi u sầu thế gian tu là cứu vớt độ mình cũng là giải thoát cho bao chúng sanh vậy mà nam mô đại hạnh phổ hiền bồ tát nam mô quán thế âm bồ tát nam mô a di đà phật cha đi vô ngã văn trong.